Ủa, làm gì mặt bà bí xị vậy bà Yến? Yến, cháy nhà. Cháy nhà, chạy bà. Coi bà kìa, bộ dạng y như con lật đần vậy đó. À này còn cười nữa, tôi đang buồn thúi ruột cái nàng không ăn uống được câu nào còn cười tôi. Nãy giờ tôi hỏi han bà có thèm trả lời đâu. Ủa có hỏi hả? Ờ. Ê, làm gì đi họp với sếp xong ra mặt bí xị vậy? Nói nghe nè, chắc không nghĩ làm ở đây quá bà ơi. Thôi không có được đâu, bà nghĩ làm rồi ai chơi với tôi, không lẽ tôi chơi với dế, mà dế nó còn không chịu chơi với tôi nữa. Chứ giờ tôi biết làm sao giờ, ngày nào lên mặt của bà Quỳnh hả cứ hầm hầm khó chịu, đôi khi cáu gắt với tôi nữa, tôi có làm gì đâu. Bà nói mới nhớ nha, dạo này á sếp làm gì khó ưa lắm. Nhưng mà nè, bà có nghĩ á thì bà cũng phải làm cái gì đó bà trả đũa lại, chứ nghĩ không không như vậy nhục lắm. Ừ, trả đũa trả sao bà chửi tôi đi. Dạo này á tôi thấy không biết bụng dạ của bà bị như sao á, bà vô toilet hoài à. Bà canh á khi nào bà vô toilet cái bà khóa trái cửa lại cho bà ở trong toilet bà chơi. Hay quá à. Được, lần này tôi phải trả thù thành công mới được. Cảm ơn bà nha. Một kế hoạch thật là hoàn hảo. Sếp ơi, sao sếp vô sếp không gõ cửa? Ủa, sếp mày phải gõ cửa phòng nhân viên nữa hả? Mà nhờ vậy tôi mới biết được hai cô dễ sợ lắm nha. Tính trả thù tôi cái gì đây? Kế hoạch là của bà này sếp, em chỉ thực hiện à. Sao? Cũng tại sếp á. Sếp cứ khó chịu với tụi em chi, bởi vậy tụi em mới để bụng. Dạ đúng sếp. Tôi khó chịu với mấy cô cái gì? Tôi chưa bao giờ ác với nhân viên nha. Chẳng qua cái gì sếp? Tôi bị viêm đại tràng. Ủa? Sếp bị viêm đại tràng? Trời ơi, sao sếp không nói với em? Em có cách. Có cách hả? Cô mà có cách gì làm cho tôi hết bệnh, tôi sẽ dẫn cô đi ăn chè thoải mái luôn. Đây, đã có đại tràng Tâm Bình thì sếp đừng có lo. Đại tràng Tâm Bình có nguồn gốc từ thảo dược, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu. Vậy hả? Trời ơi hay quá, tôi cảm ơn cô nhiều lắm nha. Vậy là từ nay em có thể vui vẻ làm việc với sếp Quỳnh mà không lo lắng gì nữa. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.